chào các bạn đã ủng hộ Lee Hambury Tool. Thank you.
máy là có mỗi như này rồi. Đấy, nháy thì nháy trên máy đo như nháy thứ gần em muốn thế nào? Cho em xem tem kiểm định. Đấy, tem đấy. Tháng 2019. Tháng 2 là 2019. Đây máy còn định vị GPS. Máy này máy mới còn có cả tọa độ. Đâu ạ? Nhé. Lúc nào mấy em lên lấy cái tờ ấy, anh kèm theo luôn cả cho cả đấy. Em sửa hai kiểu luôn. Bảo thay cái bấm điện. Đang rồi. Bây giờ quy chuẩn là quy chuẩn của bộ giao thông quy định chứ không phải do nhà nước quy định như là quy chuẩn của trong quy định.
quy chuẩn là quy chuẩn này là dưới luật, đúng không? Quy chuẩn là sao? Văn bản dưới luật, văn bản dưới luật nhé. Luật nhất là văn bản luật rồi, nhưng mà quy chuẩn văn bản dưới luật cho bên dưới là luật tại chỗ nhà dân cáo điều và khi rồi đúng không? Và khi thì là để tắm đấy có phải văn bản dưới luật không? Đúng không? Cái này không thể bằng luật giao thông được. Cái này vừa xong thì đầu tiên là luật và bây đúng rồi thì bây giờ thì luật cái này nó hướng dẫn biển báo để tắm mặt cái luật là đầu tiên là cao nhất, không phải gì cao nhất luật không biết gì đấy, đúng rồi ạ. Văn bản dưới luật quy chuẩn này chỉ hướng dẫn thôi, hướng dẫn thì nó lại ra để nó làm cái này thôi, làm sao cái này còn để chủ bản một luật gì đây, luật làm sao cái này sao ngoài cái này không thể trên luật, không thể trên bản dưới luật. Chẳng sống mấy ông kia sống ai xin đâu, em bảo là nếu như mà các bác không nhắc nhở được thì các bác cứ viết biên bản em chấp hành mà. Đương nhiên thì là phải chấp hành sao? Việc của anh. Anh không cố chấp thì em sẽ nói như em biết thì việc để anh làm. Bây giờ anh đã được rồi. Ở đây em cảm ơn các bác nhá. Hmm.